để kết thúc cái buổi chiều hôm nay thì ca sĩ Hà Trọng Anh sẽ hát tặng thêm bài nữa, bởi vì hồi nãy cô cũng nghe một người nào đó là yêu cầu hát thêm bài nữa. Dạ thì ngay phút này đây để chia tay quý sư cô cũng như khách mời cùng với quý Phật tử thì ca sĩ Hà Trọng Anh sẽ hát bài hát được mang tên Mạng Đồng Mạng Như Nhau để tặng quý Phật tử. Xin Phật tử trong phần tràng pháo tay thật lớn đi ạ. A Di Đà Phật. Đúng là cũng rất là nể phục, hoặc là một bài học cho em luôn. Tuổi trẻ mà lại có những suy nghĩ rất sâu về nhân sinh sinh tất cả các luôn. Mạng sinh vật thật nhỏ bé, thôi sát xanh mau dừng đi. Mạng động mạng như nhau, đừng làm khổ đau thân Phật chạy mau. Động vật nào cũng biết khóc, chi riêng gì ta. Họ hàng cùng mẹ cha mà đành mang ra sát thân oan về. Tiếng la thét gào mà nỡ đành vay xa, hay mưa rồng từ bi ăn chay thấy đời sẽ nhiều thay đổi. Đám bát dùng cho ta, ngày từng ngày trôi qua ta vui với đời muôi sao tương ca. Hãy xem như là bạn đồng hành cùng ta, nhẹ nhàng lòng bình an xua tan ưu phiền, hòa bình sẽ đến. Sống luôn tràn hòa và giàu lòng vì tha, không sát sanh sinh Phật. Nam mô A Di Đà. Dùng cho ta, ngày từng ngày trôi qua ta vui với đời muôi sao tương ca. Hãy xem như là bạn đồng hành cùng ta, nhẹ nhàng lòng bình an xua tan ưu phiền, hòa bình sẽ đến. Sống luôn tràn hòa và giàu lòng vì tha, không sát sanh sinh Phật. Nam mô A Di Đà. Sống luôn tràn hòa và giàu lòng vì tha, không sát sanh sinh Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô Mạng sinh vật thật nhỏ bé,
sắc xanh mong dừng đi mang đông mang như nhau.